Nếu phải liệt kê ra những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn không thể thiếu những đôi giày. Tuy vậy, có một điều rằng nếu mang nhiều mà không vệ sinh giày sẽ có mùi khó chịu, từ đó làm ảnh hưởng không chỉ bản thân mà mọi người xung quanh. Chính vì vậy, hãy học ngay cách khử mùi hôi giày từ hôm nay. Không ai cảm thấy tự tin khi diện một đôi giày bốc mùi. Thêm nữa, việc mang một đôi giày sạch sẽ cũng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhiễm khuẩn và nấm, đồng thời cũng giúp đôi chân được thoải mái và thư giãn. Từ đó, việc di chuyển trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đây là 10 biện pháp làm sạch giày mà bạn nên thử để không phải nghe những lời bàn tán khó chịu về mùi hôi chân hoặc giày của mình. Cách khử mùi hôi giày đơn giản nhất là sử dụng baking soda. Với cách khử mùi hôi giày này, bạn cần chuẩn bị một phin lọc cà phê, vài muỗng bột canh baking soda cùng một ít giọt tinh dầu và cũng đừng quên sử dụng găng tay cao su. Đầu tiên là đổ bột baking soda và tinh dầu lên dụng cụ lọc, rồi rây vào một túi ni lông, bỏ giày vào đó, rồi cột chặt bằng dây thun và để qua đêm. Chú ý, nếu áp dụng phương pháp này, trước khi xỏ lại giày, bạn nên kiểm tra xem bột baking soda có rơi hoặc vướng ở giày hay không. Hay đơn giản nhất, chỉ cần vỗ lòng giày vào với nhau để loại bỏ sạch lượng bột thừa bám bên trong. Phơi khô giày dưới ánh nắng mặt trời. Bạn có thể giặt giày của mình dưới nước và xà phòng, sau đó để cho ráo nước rồi đem phơi trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn. Nhiệt độ của ánh nắng mặt trời sẽ giúp tiêu diệt sự phát triển của vi khuẩn cũng như loại bỏ mùi hôi của giày. Nhưng lưu ý không nên áp dụng biện pháp này quá thường xuyên vì sẽ khiến giày mau phai màu. Hơn nữa, không phải bất cứ loại giày nào cũng phù hợp với hình thức này. Sử dụng giấy thơm hút ẩm. Đây cũng là cách khử mùi hôi giày cực nhanh chóng cho những ngày bận rộn. Việc đơn giản bạn cần làm là cho vào mỗi chiếc giày một tờ giấy thơm hút ẩm để loại bỏ những mùi khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cho những miếng giấy thơm này vào tủ quần áo hoặc hộp giày. Hãy giữ cho đôi chân sạch sẽ. Đôi khi vấn đề gây mùi hôi không nằm ở giày mà từ chính đôi chân của bạn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng đôi chân của bạn được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Biện pháp tốt nhất là sau khi rửa chân, bạn ngâm chân bằng nước ấm hoặc có thể chà chân bằng đá bọt để tẩy tế bào chết. Ngoài ra, điều này còn giúp ngăn cản sự phát triển quá mức của vi khuẩn tại khu vực các ngón chân, kẽ móng của chân. Dùng xịt khử mùi cho giày. Có lẽ đây là cách nhanh nhất để khử mùi hôi cho giày. Việc đơn giản là sắm một bình xịt và nhấn vòi. Hơn nữa, với lợi điểm là kích cỡ nhỏ gọn, bạn có thể đem theo chai xịt này đến bất kỳ đâu. Cho giày vào ngăn đá. Cách làm này chắc hẳn sẽ khiến bạn không khỏi ngạc nhiên, nhưng không phải là không có tác dụng. Với mẹo này, bạn sẽ cho giày vào một túi nhựa kín, rồi đem bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và các loại nấm mốc là nguyên nhân gây ra mùi hôi. Sử dụng muối. Đối với các loại giày vải hoặc giày thể thao, việc người sử dụng không mang tất trong mùa hè sẽ khiến chúng có mùi vô cùng tệ. Lúc này, cách khử mùi hôi cho giày là sử dụng muối, bởi lẽ chúng có thể hấp thụ độ ẩm từ giày và đồng thời đánh bay mùi khó chịu. Để thực hiện, bạn nên cho một ít muối vào trong bọc nhỏ rồi đặt vào trong giày, để khoảng từ 8 đến 10 giờ, mùi hôi sẽ biến mất. Phấn em bé. Tuy không phải là biện pháp khắc phục mùi hôi, nhưng đây chính là cách để bạn phòng ngừa nó. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng loại phấn rôm em bé để rắc vào phía trong giày hoặc đơn giản là thoa lên bàn chân để ngăn mùi hôi xuất hiện. Dùng cồn tẩy rửa. Cồn tẩy rửa, nó được biết đến rộng rãi với vai trò như loại chất khử trùng tẩy rửa.
có hai cách để khử mồ hôi dày bằng loại cồn này. Phương pháp đầu tiên là dùng bình xịt phun cồn tẩy rửa vào bề mặt bên trong của giày. Khi đó cồn sẽ tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi, giữ cho đôi giày được sạch và không có mùi. Với phương pháp thứ hai, bạn dùng một miếng bông tẩy trang, sau đó thấm cồn tẩy rửa vào rồi đặt vào bên trong giày. Bạn nên để qua một đêm mới đem lại kết quả tốt nhất. Và cuối cùng, hãy tận dụng vỏ của các loại trái cây họ cam quýt. Khi ăn các loại trái cây như cam, chanh hay bưởi, đừng vội thống khứ vỏ đi vì chúng cực kỳ có ích. Không những có tác dụng xua đuổi muỗi, loại vỏ này còn giúp ướp mùi hương dễ chịu, thư giãn cho đôi giày của bạn. Một khi giày đã được giặt sạch, sấy khô, bạn có thể nhét vỏ cam quýt vào giày. Nếu không có hai loại vỏ trên, bạn cũng hoàn toàn có thể thay thế bằng vỏ chanh, cũng sẽ đem lại công dụng tương tự. Thực sự là trong cuộc sống luôn trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn khi bạn có trong tay các mẹo để xử lý mọi tình huống một cách nhanh gọn, đơn giản. Nếu đang có một đôi giày bốc mùi, bạn hãy thử áp dụng ngay những cách khử mùi hôi giày được gợi ý bên trên. Ngoài ra cũng đừng quên nên vệ sinh đôi chân hàng ngày vì điều đó cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn có mùi lạ.